chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình quà tặng tri thức, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty cổ phần Lasta phối hợp thực hiện. Đại diện cho những người làm chương trình, chúng tôi xin cảm ơn trung tâm điện máy Idea đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Rất vui vì lại được gặp tất cả quý vị khán giả của chương trình quà tặng tri thức vào thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 vào lúc 19 giờ. Thưa quý vị, và sự kiện SEA Games lần thứ 24 sẽ diễn ra bắt đầu từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 12 tại Thái Lan. Đang là đề tài nóng hổi trên các phương tiện truyền thông đại chúng ở các nước Đông Nam Á. Và ngày hôm nay trong chương trình quà tặng tri thức của chúng ta hãy cùng tìm hiểu những thông tin về SEA Games nhé. Thưa quý vị, Đại hội Thể thao Đông Nam Á còn gọi là SEA Games hay là South Asian Games là sự kiện thể thao được tổ chức 2 năm một lần với sự tham gia của 11 nước trong khu vực Đông Nam Á. Ngày 22 tháng 5 năm 1958, khi tham gia Đại hội Thể thao Châu Á thì Ủy ban Olympic Thái Lan đã đề xuất một sự kiện thể thao cho các nước trong bán đảo Đông Nam Á và đã được các đoàn chấp nhận, đó là Thái Lan, Myanmar, Malaysia, Lào, Việt Nam và Campuchia. SEA Games lần đầu tiên được tổ chức ở Thái Lan, ở Bangkok vào năm 1959. Và anh Nghĩa có còn nhớ là SEA Games ra đời như thế nào hay không? Theo anh tìm hiểu thì anh có biết được một số thông tin, đó là vào năm 1965 thì Singapore gia nhập SEA Games. Đến năm 1977, Indonesia và Philippines cũng gia nhập tổ chức này và Liên đoàn SEA Games chính thức đổi tên thành Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á hay còn gọi là SEA Games. Brunei được kết nạp SEA Games lần thứ 10 tại Indo và Đông Timor được kết nạp vào kỳ SEA Games lần thứ 22 được tổ chức tại Việt Nam. Cho đến nay thì SEA Games chỉ có một lần hủy bỏ vào năm 1963 do Campuchia đăng cai tổ chức. Và ông Phượng nè, ở kỳ SEA Games lần thứ 24 này, em có biết rằng có tất cả bao nhiêu bộ huy chương hay không? Dĩ nhiên là biết rồi, SEA Games 24 có tất cả là 40 bộ môn và có 441 bộ huy chương vàng, đúng không? Đúng rồi. Và chúng ta là những người Việt Nam với hàng triệu trái tim yêu thể thao, chúng ta đang cùng hướng mắt theo dõi những vận động viên của chúng ta trong kỳ SEA Games này và chúng ta hãy cùng cầu chúc cho đoàn thể thao Việt Nam chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp tại kỳ SEA Games lần thứ 24. Thưa quý vị, còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với chương trình quà tặng tri thức tối ngày hôm nay. Chương trình quà tặng tri thức của chúng ta gồm có tất cả 3 vòng thi dành cho 50 người tham gia chơi tại phim trường. Bên cạnh đó, chúng tôi vẫn kết nối trực tiếp với quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngay tại nhà qua số điện thoại của tổng đài 1900 1747 hoặc số điện thoại 0891066688. Ngoài ra thì tất cả quý vị khán giả cũng có thể gửi tin nhắn về cho chương trình qua số điện thoại 8383 với nội dung tin nhắn như sau: QTTT là viết tắt của quà tặng tri thức, khoảng trắng số điện thoại bàn cộng với mã vùng. Và những cô điện thoại viên của chúng tôi đang ngồi ở đây sẽ ghi lại tất cả những số điện thoại của quý vị, gấp lại cẩn thận và bỏ vào trong lồng cầu này. Và chắc hẳn quý vị cũng biết rằng mỗi một khi chương trình chúng ta lên sóng thì Đại Nghĩa Vòng Phường sẽ thay phiên nhau rút ra 3 lá thăm bất kỳ. Trên 3 lá thăm đó chính là 3 số điện thoại của 3 quý vị khán giả may mắn trở thành người chơi tại nhà của chương trình quà tặng tri thức. Thế thì ngay bây giờ quý vị hãy nhấc điện thoại bàn lên và kết nối ngay với chúng tôi nha. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với trường quay, anh Quách Hồ Ninh cùng với 50 người chơi đang chờ đón chúng ta để bước vào vòng thi đầu tiên. Xin mời. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình quà tặng tri thức. Và bây giờ xin mời quý vị hãy bước vào vòng 1 và chứng kiến phần tham gia trò chơi của 50 bạn đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Xin chào mừng tất cả các bạn. Trước khi tôi đọc nội dung của câu hỏi vòng 1 thì tôi xin nhắc sơ các bạn về cách thức chúng ta tham gia trò chơi. Đến với quà tặng tri thức thì chúng ta có 3 vòng. Mỗi vòng các bạn sẽ trả lời một câu hỏi. Nếu như kết thúc vòng 3 mà bạn nào trả lời đầy đủ cả 3 câu hỏi thì các bạn sẽ được nhận phần thưởng, đó là 15 triệu đồng. Chúng ta có 10 giây để suy nghĩ và 3 giây để lựa chọn đáp án. Nếu mà ngoài 3 giây thì máy tính sẽ không ghi nhận câu trả lời của các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung câu hỏi vòng 1. Con người sử dụng loại đồng hồ nào trước tiên? A. Đồng hồ mặt trời. B. Đồng hồ nước. C. Đồng hồ cát. Và D. Đồng hồ nến. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ. Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn lựa chọn đáp án. 3 giây bắt đầu. 3 giây ngắn ngủi của chúng ta đã trôi qua rồi. Chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn. Ở đáp án A có 43 bạn. Đáp án B có 2 bạn. Đáp án C có 4 bạn. Và đáp án cuối cùng, đáp án D, không có bạn nào lựa chọn cả. Chúng
chúng ta xem. Ở vòng này thì có một bạn đã bấm phím trả lời sau thời gian 3 giây, cho nên máy tính đã không ghi nhận câu trả lời của bạn. Rất tiếc phải nói lời chia tay với bạn từ bây giờ. Và chúng ta xem đáp án nào là đáp án đúng. Đáp án đúng của câu hỏi này đó chính là đáp án A. Đồng hồ mặt trời xuất hiện cách đây hơn 5.000 năm là dụng cụ căn cứ vào độ dài bóng của một cọc gỗ để biết được giờ giấc. Xin chúc mừng 43 bạn đã chọn đáp án A. Các bạn được bước tiếp vào vòng trong và xin nói lời chia tay với những người bạn đã không chọn đáp án A. Các bạn sẽ ra về với một phần quà kỷ niệm của chương trình. Rất mong gặp lại các bạn ở những chương trình lần sau. Còn bây giờ là thời gian chúng ta dành cho những khán giả đang xem truyền hình cùng tham gia trò chơi quà tặng tri thức với chúng ta. Chúng tôi xin mời. Xin chúc mừng 43 người bạn đã đáp đúng câu hỏi đầu tiên của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm xem ai sẽ là vị chủ nhân đầu tiên may mắn của số điện thoại hôm nay đây. Ông Phượng sẽ quay lồng cầu đảo đều tất cả các lá phiếu và sau đó sẽ rút ra một lá thăm bất kỳ. Và đấy rồi, Hồng Phượng đã chọn ra được phiếu thăm may mắn đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Và anh Nghĩa cùng quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi nhé. Thưa quý vị, số điện thoại mà đại Nghĩa cầm trên tay là số 0876060619. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại này đã trở thành người chơi tại nhà đầu tiên trong chương trình quà tặng tri thức hôm nay. Trong khi chờ đợi làm quen với vị chủ nhân của số điện thoại may mắn đầu tiên thì bây giờ chúng ta cùng đến với 8 bảng logo đang có mặt ở đây. Đây chính là 8 logo sản phẩm của trung tâm điện máy Idea. Logo đầu tiên, trung tâm điện máy Idea, đúng hàng, đúng giá, đủ hàng, đủ hiệu. Logo số 2, Samsung, không có gì là khó tưởng tượng. Logo thứ 3, thưa quý vị, Sony, riêng một bản sắc. Logo thứ 4, Toshiba, tiên phong trong công nghệ. Chúng ta cùng đến với logo thứ 5, Hitachi, cảm hứng tương lai. Logo số 6, Sanyo, luôn vì môi trường. Logo thứ 7 của chúng ta đó là LG, cuộc sống tốt đẹp. Và logo số 8, Olympus, tầm nhìn của bạn tương lai của chúng tôi. Những logo này chắc hẳn rằng tất cả chúng ta đều quá quen thuộc phải không thưa quý vị? Và đằng sau những logo này chính là những phần quà vô cùng hấp dẫn chờ đợi tất cả quý vị khán giả cùng khám phá nha. Bây giờ thì mình cùng trò chuyện với vị khán giả may mắn đầu tiên. Alo, xin chào vị khán giả may mắn đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Alo. Alo, xin chào chị Hà Hồng Phượng ạ. Xin chào chị ạ, chị hãy tự giới thiệu về mình ạ. Tôi tên là Ngọc Diễm, hiện là giáo viên cấp 2 ở Bình Chánh. Chị là giáo viên đúng không ạ? Dạ. Không biết rằng bộ môn mà chị giảng dạy là bộ môn gì? Mình dạy bộ môn lịch sử. Bộ môn lịch sử. Bộ môn lịch sử, chắc chắn rằng chị rất lưu loát về những sự kiện lịch sử của Việt Nam. Vậy thì chị có thể kể cho Hồng Vượng và Đại Nghĩa nghe một sự kiện mà chị cảm thấy là có ấn tượng nhất trong lịch sử Việt Nam được không ạ? Thì mình có thể nêu một vài câu thơ ở lịch sử 7 á. Vâng, xin mời chị ạ. Thì đây là cái bài thơ của Nguyễn Phi Khanh đã đổ Thái học sinh thời Trần. Thì ông đã mô tả về cái cảnh nhân dân ta lúc bấy giờ, đó là ruộng lúa ngàn dặm đỏ như trái, đồng quê than vãn trong vào đâu, lưới chài quan lại còn vơ vét, báo thịt nhân dân cạn nữa rồi. Đúng là rất là xứng đáng là một cô giáo về bộ môn lịch sử đúng không anh Nghĩa? Đúng rồi, xin cảm ơn chị rất nhiều. Còn bây giờ mời chị hãy đến với chương trình chúng tôi bằng cách hãy lựa chọn một trong 8 bảng logo ở đây nha. Chọn bảng Hitachi. Hitachi. Và mình xem phần quà là gì nào. Đó chính là nồi cơm điện tử Hitachi dung tích 1 lít, có men chống dính, nắp gài, dây tự rút, nấu hẹn giờ. Ông Phượng nghĩ rằng đây là một món quà rất phù hợp với chị, bởi vì chính nhờ món quà này thì chị có thể đem đến cho gia đình mình những bữa cơm rất là ngon. Và bây giờ chị đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng rồi ạ. Câu hỏi dành cho chị như sau. Bức tranh hái dừa thuộc dòng tranh nào sau đây có 4 sự lựa chọn? A. Tranh Kim Hoàng. B. Tranh Làng Sình. C. Tranh Đông Hồ. Và D. Tranh Hàng Trống. Chị sẽ có 10 giây suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây dành cho chị. Bắt đầu. Mình chọn câu C á. Câu mấy ạ? Câu C đó là Tranh Đông Hồ. Vì sao chị lại chọn câu này? Tại vì mình có...
rồi nhưng mà không nhớ lắm kỹ lắm. Có nghĩa là đã xem qua rồi nhưng mà không nhớ rõ lắm. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng xem sự suy đoán của chị có chính xác hay không nha. Tranh hái dừa là một trong những bức tranh nổi tiếng diễn tả cảnh sinh hoạt thường nhật của người dân trong chế độ phong kiến ở miền Bắc nước ta vào thế kỷ 16. Đây là một bức tranh được vẽ rất nhiều người, được rất nhiều người biết đến, và bức tranh này thuộc dòng tranh Đông Hồ. Xin chúc mừng chị. Chị Diễm ơi, bây giờ chị cảm thấy như thế nào ạ? Rất là vui á, rất vui sướng. Vâng. Và còn gì nữa không ạ? Mình cảm ơn chương trình với cảm ơn Đại Nghĩa và Hồng Phượng rất nhiều. Vâng, xin cảm ơn chị đã đến với chương trình của chúng tôi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, chia tay vì khán giả may mắn đầu tiên của chúng ta, chúng ta hãy cùng quay trở lại với phim trường gặp gỡ với anh Quách Hồ Ninh cùng với 43 người chơi tại đây, cùng nhau bước vào vòng 2 của chương trình quà tặng tri thức. Xin mời. Thưa quý vị và các bạn, số điện thoại của tổng đài 1900 1747 của chúng tôi đang chờ những cuộc gọi đăng ký tham gia chương trình của quý vị. Chương trình quà tặng tri thức không giới hạn số lần tham gia. Nếu như tham gia lần này không thành công thì quý vị có thể tham gia lần sau và lần sau nữa. Trước khi đi vào nội dung câu hỏi vòng 2, hôm nay tôi cũng có một câu đố vui dành cho quý vị khán giả đang xem đài. Câu đố của tôi như sau: nếu một con ngựa đứng quay đầu về hướng đông thì đuôi nó sẽ quay về hướng nào? Xin quý vị hãy suy nghĩ. Và bây giờ tôi đi vào nội dung câu hỏi vòng 2. Nhân dân tỉnh nào ngay giữa lòng địch đã xây dựng đền thờ Bác Hồ khi vừa hay tin Bác mất? A. Đồng Tháp. B. Cần Thơ. C. Sóc Trăng. Và D. Trà Vinh. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ. Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn quyết định nên chọn đáp án nào. 3 giây bắt đầu. 3 giây trôi qua rồi. Và bây giờ chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn. Đáp án A có 6 bạn. Đáp án B có 2 bạn. Đáp án C có 2 bạn. Và đáp án cuối cùng, đáp án D có 32 bạn. Ở câu hỏi này thì có một bạn đã bấm phím trả lời sau thời gian 3 giây cho nên máy tính đã không ghi nhận câu trả lời của bạn. Rất tiếc, phải chia tay bạn. Và bây giờ chúng ta xem đáp án chính xác của câu hỏi này đó chính là đáp án nào. Đó chính là đáp án D. Đền thờ thuộc ấp Vĩnh Hội, xã Long Đức, thị xã Trà Vinh, nhân dân đã xây dựng từ đầu năm 1970 và giữ gìn bảo vệ cho tới ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Sau giải phóng, đền đã được trùng tu trở thành khu di tích lịch sử. Xin chúc mừng 32 bạn đã chọn đáp án D. Các bạn được bước tiếp vào vòng trong. Còn bây giờ chúng ta hãy chờ xem vị khán giả may mắn tiếp theo là ai nào. Chúc mừng 32 người chơi của chúng ta đã đáp được xuất sắc câu hỏi vừa rồi để bước tiếp vào vòng trong của chương trình. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng tìm xem ai sẽ là người may mắn tiếp theo trong chương trình quà tặng tri thức hôm nay nha. Vậy thì anh Nghĩa ơi, anh Nghĩa hãy làm nhiệm vụ của mình, đó là quay lồng cầu đảo đều tất cả những lá thăm để chọn ra phiếu thăm may mắn thứ hai của chương trình ngày hôm nay. Hồng Phượng biết không, có rất nhiều khán giả khi mà gặp anh Nghĩa thì nói rằng chúng ta nên chọn là những lá phiếu nằm dưới đáy lồng cầu đi, bởi vì những vị khán giả nào có những lá phiếu nằm dưới đáy lồng cầu sẽ rất buồn nếu như chúng ta lấy những cái phiếu bên trên mà thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng xem chủ nhân của số điện thoại này là ai nhé. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0899 50885, và xin phòng máy cho chúng tôi liên hệ với chủ nhân của số điện thoại này. Anh Nghĩa ơi, vừa rồi thì anh Quốc Hồ Ninh vừa đưa ra cho chúng ta một câu đố rất là thú vị: một con ngựa mà đầu của nó quay về phía đông
thì đuôi của nó sẽ quay về phía nào? Thấy Hồng Phượng nghĩ thì chắc chắn phải quay về phía Tây rồi, đúng không? Anh nghĩ như thế nào? Thì nếu như mà thông thường thì con ngựa mà đứng cái đầu phía Đông thì chắc chắn cái đuôi sẽ về phía Tây. Đúng rồi. Nhưng mà Hồng Phượng phải biết rằng anh có tình hình của chúng ta là thường xuyên có những câu đố mẹo. Anh nghĩ biết đâu cái đuôi con ngựa nằm ở hướng Đông thì sao? Bởi vì con ngựa nè, ví dụ cái đuôi nằm hướng Đông, nó cái đầu nó quay về Đông. Là nó ngoáy rồi lại cái nhìn là đằng sau. Trời ơi, quá nhiều đáp án. Vậy thì bây giờ chúng ta phải chờ xem anh Quách Hồ Ninh này sẽ giải đáp câu đố như thế nào đây. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm quen với vị khán giả may mắn thứ hai của chương trình ngày hôm nay. Alo, xin chào vị khán giả may mắn thứ hai ạ. Alo. Alo. Alo, xin chào vị khán giả may mắn thứ hai của chương trình ngày hôm nay. Alo. 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 Xin chào chị ạ. Chúng tôi rất vui khi được kết nối cùng với chị. Bây giờ thì chị hãy tự giới thiệu về mình đi nào. Dạ, em tên là Thanh Thủy ạ. Thanh Thủy. Dạ. Em Thủy ơi, hiện đang làm kế toán ở khách sạn Manchester ạ. À, công việc của bạn có thú vị lắm không bạn? Dạ, cũng thú vị lắm. Rất thú vị đúng không? Dạ. Và ngày hôm nay chúng tôi rất vui khi chào mừng bạn đến với chương trình này. Và cũng chúc cho bạn sẽ nhặt được một phần quà cũng như thu nhặt được những kiến thức thật sự bổ ích khi đến với chương trình ngày hôm nay nha. Mời bạn hãy lựa chọn một trong những bảng logo còn lại của chúng tôi ở đây. Đại nghĩa cho mình chọn logo LG đi. Logo LG và mình cùng xem phần quà đó là gì nha. TV LG có màn hình siêu phẳng 21 inch, bộ giảm nhiễu kỹ thuật số và âm thanh stereo trung thực. Đó chính là phần quà dành cho bạn nếu như bạn đáp đúng câu hỏi của chương trình đưa ra. Còn câu hỏi dành cho chị như sau. Đất nước có khu đường hầm dài nhất thế giới là đất nước nào? Chị sẽ có 4 sự lựa chọn. A. Anh. B. Hà Lan. C. Nhật Bản. D. Việt Nam. Chị sẽ có 10 giây để suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây dành cho chị. Bắt đầu. Nhanh lên chị ơi. Cho mình chọn đáp án C. Ôi, may quá. Thời gian cũng vừa kết thúc. Chỉ cần chậm chút xíu thôi là xem như hết thời gian, mình sẽ không có quyền lựa chọn câu trả lời nữa. Bây giờ thì mời chị hãy lắng nghe đáp án nha. Đáp án của chúng tôi như sau. Đường hầm Seikan ở nước Nhật Bản là khu đường hầm dài nhất thế giới, được khánh thành từ năm 1988, nối liền đảo Honshu với Hokkaido. Hiện tại mỗi ngày khu đường hầm này đón hàng ngàn khách đến tham quan, quay phim và chụp ảnh lưu niệm. Như vậy đáp án đúng là đáp án C, Nhật Bản. Xin được chúc mừng chị. Chị Thủy ơi, như vậy là chiếc TV LG thật là dễ thương và hấp dẫn đã thuộc về chị rồi. Bây giờ chị cảm thấy như thế nào ạ? Cảm ơn Đại Nghĩa và Hồng Phượng rất nhiều. Vâng, xin cảm ơn chị. Có vẻ như vị khán giả chúng ta rất là xúc động đúng rồi. Không ạ? Xin chào tạm biệt vị khán giả may mắn thứ hai của chương trình ngày hôm nay. Ôi, như thế là đã có 2 người khán giả chơi và đều trúng thưởng phần quà của chương trình hết. Thật hấp dẫn đúng không? Thế thì bây giờ trước khi đến với người khán giả may mắn thứ ba, người khán giả cuối cùng, chúng ta cùng quay trở lại với phim trường, gặp gỡ với anh Quách Hồ Ninh cùng những người chơi tại đây nha. Xin mời. Bây giờ chúng ta sẽ cùng 32 bạn bước vào vòng 3 để các bạn ấy tranh tài xem ai là chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Vòng 3 này là vòng quyết định, vòng căng thẳng, cho nên chúng ta sẽ thư giãn với các bạn ấy một chút, dành cho các bạn ấy một cuộc trò chuyện nhỏ nhỏ. Và bây giờ chúng ta sẽ nói chuyện với người bạn ở máy số 27. Xin chào bạn. Chào anh ạ. Bạn có thể tự giới thiệu một chút về mình. Dạ, em tên là Dương Thị Thu Vân, học trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn ạ. Khoa gì bạn? Dạ, khoa Đông Phương học ạ. Học Đông Phương học, chắc chắn là bạn có tìm hiểu sơ về kinh dịch rồi về phong thủy chưa? Dạ, cũng có chút ạ. Vậy thì theo bạn, bạn có một cái khái niệm nào về phong thủy? Dạ. Cái khái niệm cơ bản nào về phong thủy không? Phong thủy cơ bản thì âm dương, ngũ hành, phương hướng, hay là ánh sáng, nhiệt độ, v.v. Tức là người ta ứng dụng những cái đó phù hợp với cái mạng của mình để xây nhà, để định hướng cửa, rồi để định hướng hướng nằm, vân vân. Nói chung là đại khái là phong thủy là như thế. Thế thì tôi hỏi bạn cũng về phương hướng, là nếu như chúng ta đứng quay mặt về hướng đông thì lưng của chúng ta sẽ quay về hướng nào? Dạ, nếu vậy thì em nghĩ lưng về quay về hướng tây ạ. Vậy thì như câu hồi nãy, câu đố vui nãy là đố quý vị khán giả đó. Một con ngựa đứng quay đầu về hướng đông thì đuôi nó sẽ quay về hướng nào?
Dạ theo em nghĩ thì đuôi nó sẽ quay về hướng đông mà. Tại sao cái đầu nó lại quay về hướng đông rồi mà đuôi nó vẫn quay về hướng đông là sao? Em nghĩ như vậy thôi. Em cảm giác vậy thôi phải không? Được rồi, đó là cảm giác của bạn. Và đây là đáp án của tôi. Một con ngựa mà đứng quay đầu về hướng đông thì đuôi nó sẽ quay về hướng nào? Nó sẽ quay, đuôi nó sẽ quay xuống đất. Đúng không nào? Có bao giờ cái đuôi con ngựa mà quay về hướng tây từ đâu, đúng không? Rồi, rất cảm ơn cuộc trò chuyện nho nhỏ với bạn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung của câu hỏi vòng 3 này. Và bây giờ tôi xin đọc nội dung câu hỏi vòng 3. Nghệ thuật tuồng được hình thành từ bao giờ? A. Từ thời Lý Trần. B. Thời Trần. C. Thời Tiền Lê. Và D. Thời nhà Đinh. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ. Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn lựa chọn đáp án. 3 giây bắt đầu. Hết giờ rồi. Chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn. Ở đáp án A có 18 bạn. Đáp án B có 2 bạn. Đáp án C có 10 bạn. Đáp án D không có bạn nào chọn cả. Ở câu hỏi này thì có 2 bạn đã bấm phím trả lời sau thời gian 3 giây, cho nên máy tính đã không ghi nhận câu trả lời của bạn. Rất tiếc, phải nói lời chia tay với 2 bạn từ bây giờ. Bây giờ chúng ta xem đáp án chính xác là đáp án nào đây. Đó chính là đáp án A. Nghệ thuật tuồng được hình thành từ thời nhà Lý Trần sang đến triều Nguyễn. Các nét chính của môn nghệ thuật này vẫn được giữ nguyên như khi hình thành. Xin chúc mừng 18 bạn đã chọn đáp án A. Các bạn là chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Còn bây giờ chúng ta hãy chờ xem vị khán giả may mắn cuối cùng của tối hôm nay là ai đây? Xin chúc mừng 18 người bạn đã trở thành chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng chờ xem ai là vị khán giả may mắn cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Ông Vương cũng sẽ làm nhiệm vụ của mình, quay lồng cầu đảo đều tất cả những lá thăm và chọn lấy một phiếu thăm dưới đáy lồng cầu. Và chúng ta hãy cùng xem ai sẽ là vị chủ nhân của số điện thoại may mắn cuối cùng nha. Xin chúc mừng vị khán giả nào có số điện thoại nhà của mình là 0893510028. Và xin bộ phận kỹ thuật cho chúng tôi liên hệ với chủ nhân của số điện thoại này. Anh Nghĩa ơi, vừa rồi chúng ta cũng đã nghe anh Quách Hồi Ninh đưa ra đáp án của câu đố vừa rồi. Anh Nghĩa nghĩ như thế nào, có tốt không? Thấy rất là thú vị. Thấy không, anh đã đề phòng trước là câu hỏi đó sẽ là một câu đố mẹo. Thế nhưng mà vẫn bị anh Quách Hồi Ninh lừa. Thì ra là cái đuôi con ngựa đó chìa xuống đất chứ không về hướng nào cả. Nếu mà như thế thì Hồng Vượng và Đại Nghĩa còn phải học hỏi anh Quách Hồi Ninh của chúng ta rất là nhiều, đúng không? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm quen với vị khán giả may mắn cuối cùng với chương trình ngày hôm nay. Alo, xin chào vị khán giả may mắn cuối cùng với chương trình ạ. Alo, xin chào anh Đại Nghĩa và chị Hồng Phượng. Xin chào chị ạ, chị hãy tự giới thiệu về mình ạ. Tôi tên là Nguyễn Thị Thúy Kiều, hiện là nội trợ. Chị Thúy Kiều làm nội trợ đúng không ạ? Không biết rằng chị đã có cháu nào chưa ạ? Có 2 cháu rồi. Có 2 cháu rồi, cháu lớn bao nhiêu tuổi và cháu nhỏ bao nhiêu tuổi? Cháu lớn 16, cháu nhỏ 12. Ôi, thế thì là 2 cháu cũng khá lớn rồi. Đúng rồi, vậy thì bây giờ 2 cháu có ở bên cạnh chị để ủng hộ cho chị không ạ? Có, đông lắm. Đông lắm. Đông lắm. Thế thì hy vọng rằng với lực lượng cổ động viên đông đảo đó thì chị sẽ giành chiến thắng trong câu hỏi này nha. Thế nhưng trước khi đến với câu hỏi, mời chị lựa chọn một trong 6 logo còn lại của chương trình. Tôi chọn Olympus. Logo nào ạ? Olympus. Và Olympus. Mình cùng xem đó là gì nào. Máy ảnh kỹ thuật số Olympus có độ phân giải 7.1 megapixel zoom xa 3x, màn hình LCD 2.5 inch. Đây là một phần quà rất là thú vị, nhưng mà phần quà này có thuộc về chị hay không thì còn phải xem chị có đáp đúng câu hỏi của chúng ta hay không đã. Và bây giờ chị đã tự tin chưa ạ? Cũng hơi run. Hơi run một chút. Không sao, cứ bình tĩnh và từ từ. Câu hỏi dành cho chị như sau. Các thuật ngữ trong âm nhạc đa phần được sử dụng bằng tiếng gì? Có 4 sự lựa chọn. A. Áo.
B Ý, C Pháp và D Nga thì có 10 giây suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây bắt đầu. Đoán đáp án Ý. Đáp án Ý tức là đáp án B đúng không chị? Không biết rằng đây là do một mình chị lựa chọn hay có cả là một cổ động viên lực lượng xung quanh của chị góp ý với chị? Cái này là tự một mình thôi, tại à, vì tự chị lựa chọn thôi. Từ hồi đó đó. À có nghĩa là tự mình suy nghĩ và lựa chọn. Vậy thì chị tự tin bao nhiêu phần trăm với câu trả lời của mình ạ? Chắc cũng 99%. Ôi trời, 99% quá tự tin. Chị rất tự tin và chính sự tự tin đó đã giúp cho chị giành được phần quà của chương trình. Xin được chúc mừng. Thưa quý vị, các thuật ngữ trong âm nhạc sử dụng bằng tiếng Ý đó chính là một sự lựa chọn hoàn toàn chính xác. Biết rằng chị Thúy Kiều của chúng ta đang rất là vui, nhưng mà chị Thúy Kiều ơi, hãy nán lại chút xíu để lắng nghe đáp án của chương trình nhé. Nhiều thuật ngữ tiếng Ý được sử dụng trong âm nhạc vì Ý là một quốc gia có nhiều đóng góp quan trọng cho nền âm nhạc châu Âu ngay từ thời phục hưng. Như nhạc, thể loại, phong cách và nhạc cụ, các thuật ngữ đó được sử dụng phổ biến rộng rãi cho âm nhạc từ đó đến ngày hôm nay. Và nhiều thuật ngữ trở thành nền tảng như là a cappella, coda, concerto, opera, sonata, piano, viola, alto, v.v. rất nhiều. Và chắc chắn rằng bây giờ không khí trong gia đình chị đang rất là sôi động phải không ạ? Dạ vui lắm. Rất là vui. Hồng Phượng và Đại Nghĩa cũng xin được chúc mừng chị và xin hẹn gặp lại chị trong những chương trình lần sau. Xin chào tạm biệt với chị ạ. Thưa quý vị khán giả, ngày hôm nay ba vị khán giả chơi tại nhà đều rất may mắn trúng thưởng, giành được ba phần quà thật hấp dẫn của chương trình. Thế còn tất cả quý vị khán giả còn lại thì sao? Hãy kết nối ngay với chúng tôi nha. Và hy vọng rằng sẽ được gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình lần sau. Đến đây thì 30 phút của quà tặng tri thức xin được kết thúc. Đại Nghĩa, Hồng Phượng cùng với tất cả những người thực hiện chương trình xin được nói lời chia tay với quý vị khán giả. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn trung tâm điện máy Idea đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Và những ai đã trúng thưởng trong chương trình ngày hôm nay, hãy liên lạc ngay với công ty cổ phần Lasta số 292 đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận để nhận phần quà dành cho mình. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình quà tặng tri thức phát sóng vào tối thứ 6 lúc 19 giờ trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. I gotta check this out.